cho mỗi người. Cha thứ bảy mình nghỉ để người ta đi chơi hết rồi, gia đình mình ở nhà chỉ mua đồ nướng ăn chơi thôi chứ không có đi chơi. Giờ ở nhà mình mua thịt bò về mình nướng. Nãy giờ mình bày ra rồi nhưng mà đang nướng nãy giờ. Đây là anh em ơi, mồi quá luôn. Mà không có bia, không có ai rủ nhậu hết trơn á. Bây giờ gia đình ăn chơi thôi. Nè, bò à. Đậu bắp dìm lum hết trơn. Đây. Mình làm việc không ngày vất vả, bữa nay thì mình ăn lại cho có calo nha mọi người. Nước này vậy chứ chưa chín gì hết á. Mà nước ở trong nhà giờ nó nóng quá trời luôn rồi. Nó hầm nữa. Chịu hết nổi rồi. Đây. Chịu hết nổi luôn rồi. Rồi, tắt hết. Tắt
Rồi đây nướng nãy giờ thấy ngon không mọi người? Đây là mình nướng bằng bếp điện nha. Rồi. Thôi gia đình mình xin phép chào mọi người nha. Bye bye, xin chào mọi người. Bye bye.